Huấn luyện viên Hàn Quốc nói lời bất ngờ sau trận thắng tuyển Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo, huấn luyện viên Klinsmann dành lời khách sáo cho đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam để thua cách biệt 0-6 trước Hàn Quốc trên sân nhà của đối thủ. Ở trận đấu này, đội bóng xứ Kim Chi tung ra sân đội hình mạnh nhất với loạt ngôi sao như Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan. Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo, huấn luyện viên Klinsmann cho biết khi chúng tôi ghi hai bàn, Việt Nam có nhiều cơ hội để có thể rút ngắn tỷ số. Sang hiệp 2, Việt Nam cũng có một số cơ hội ngon ăn. Chúng tôi may mắn không bị thủng lưới. Nhiều người có thể nói đây là trận đấu dễ dàng với kết quả là 6-0, nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển Hàn Quốc. Việt Nam cũng có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 và hiệp 2. Nếu hai đội tái đấu, tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Tôi muốn khen ngợi thái độ của các cầu thủ đối với trận đấu. Họ đã ghi nhiều bàn thắng và màn trình diễn của họ rất xuất sắc. Sau 10 ngày tập luyện, họ đã thể hiện điều đó một lần nữa sau trận đấu. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn tràn đầy năng lượng của họ trong hai trận liên tiếp. Tôi gửi lời tôn trọng tới Việt Nam. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hôm nay ra sân hết sức mình. Thế trận hôm nay không đánh giá đúng kết quả của trận đấu. Trận đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc tối ngày 17 tháng 10 đã khép lại chuỗi trận FIFA Day cuối cùng của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 và vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Có thể thấy, cả ba trận đấu trong tháng 10 của đội tuyển Việt Nam đều rất chất lượng khi các đối thủ đều được đánh giá cao hơn về trình độ. Đó là Trung Quốc, hạng 80 thế giới, Uzbekistan, hạng 75 thế giới và đặc biệt là Hàn Quốc, hạng 26 thế giới. Để tiến bộ nhanh hơn thì việc thi đấu với các đội tuyển mạnh hơn luôn là một giải pháp hiệu quả, cho dù kết quả các trận đấu có thể không chiều lòng khán giả hâm mộ. Điều quan trọng là từ những trải nghiệm đáng quý này, toàn đội sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn khi chính thức bước vào vòng loại World Cup sắp tới. Dự kiến, huấn luyện viên Chelsea ở và các học trò sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 11 đến ngày 16 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước Philippines thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Triết lý của huấn luyện viên Chelsea: kiểm soát bóng nhưng ra châu Á đã thua chẳng 6 trận. Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, chúng tôi phải có một triết lý mới, huấn luyện viên Chelsea nói vào hôm 9 tháng 10. Triết lý của huấn luyện viên Chelsea được thể hiện qua phát biểu sau: với đối thủ cùng đẳng cấp trong Đông Nam Á chẳng hạn, chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Lúc đó, triết lý của tôi muốn đội bóng áp dụng là kiểm soát bóng tốt, có nhịp chơi hợp lý. Không nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công nhanh mà có thể nhịp bóng nhanh chậm tùy hoàn cảnh, làm thế nào không bị mất bóng một cách dễ dàng. Các cầu thủ trong hoàn cảnh đó làm thế nào ra quyết định, chơi bóng cho hợp lý và đặc biệt có sự hiệu quả trong 1/3 của sân. Tính đến hiện tại, huấn luyện viên Chelsea có tổng cộng 6 trận đấu đem chuông đánh xứ người ở châu Á. 3 trận đầu tiên diễn ra ở giải giao hữu quốc tế U23 Doha 2023, U23 Việt Nam thua 3 trận, 7 bàn thua và 0 bàn thắng. Qua đó xếp bét bảng với vị trí ngày 10 tháng 10, tuyển Việt Nam có 3 trận đấu vừa diễn ra trong dịp FIFA Day tháng 10. Kết quả thua Trung Quốc và Uzbekistan cùng tỷ số 0-2, thua Hàn Quốc 0-6, tổng cộng có 10 bàn thua và 0 bàn thắng. Con số thống kê trên chắc chắn là kỷ lục buồn của huấn luyện viên Chelsea với bóng đá Việt Nam. Bởi chưa có nhà cầm quân nào dẫn các đội tuyển Việt Nam ra châu Á với thành tích 6 trận thua liên tiếp và 0 bàn thắng. Thống kê nói trên cũng trở thành nghịch lý so với chính triết lý của ông Chelsea. Lý do nhà cầm quân người Pháp muốn có nhiều bàn thắng, thậm chí có thể nhận 3 bàn thua nhưng kết quả chung cuộc giành thắng lợi, tức ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ. Có một số ý kiến nói rằng huấn luyện viên Callisto từng dẫn dắt tuyển Việt Nam đã giao hữu không biết thắng nhưng vô địch AF Cup 2008. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chelsea đã không làm được như ông thầy Bồ Đào Nha. U23 Việt Nam toàn thua ở giải U23 Doha 2023 và trượt luôn huy chương vàng SEA Games 32. Trong bóng đá, không phải đội bóng nào cũng thử xịt, rồi đốt kêu. Và vấn đề của các đội tuyển Việt Nam thờ huấn luyện viên Chelsea là không có gì để giấu bài từ cách chơi đến con người. Đến huấn luyện viên U23 là cũng hiểu lối chơi của U23 Việt Nam nên suýt tạo ra cú sốc lớn ở SEA Games 32. Trung Quốc là trường hợp tương tự. Họ đã phòng ngự kín kẽ trong hiệp 2 và chờ sai lầm để trừng phạt tuyển Việt Nam. Đội Việt Nam chuyển nhiều nhưng chưa cho thấy tính đột biến ở 1/3 sân đối thủ. Còn ai cũng hiểu lối chơi kiểm soát bóng là con dao hai lưỡi nếu không thể ghi bàn. Hy vọng huấn luyện viên Chelsea sẽ sớm khắc phục các điểm yếu cho tuyển Việt Nam, qua đó mạnh mẽ bước vào vòng loại World Cup 2026. Sau trận thua đậm, các cầu thủ Việt Nam vẫn khiến fan Hàn Quốc phải tấm tắc khen. Các cầu thủ Việt Nam đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho ngôi sao Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc. Tối ngày 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu không như ý với tuyển Hàn Quốc và phải nhận thất bại cách biệt 0-6. Ngôi sao Son Heung-min là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất khi đóng góp một bàn và một kiến tạo. Màn so tài kết thúc, Son đã đi về phía đội Việt Nam để bắt tay từng người. Đáp lại, các cầu thủ của chúng ta cũng dành sự tôn trọng cho chân sút 31
đôi khi đều dùng cả hai tay để bắt tay. Một số cầu thủ Việt Nam còn có hành động của người. Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, nhiều fan Hàn Quốc đã dành lời khen cho tinh thần fair play của các cầu thủ Việt Nam. Tôi xem đi xem lại và khâm phục trước các cầu thủ Việt Nam. Thật tuyệt vời khi chứng kiến điều này. Cảm ơn tuyển Việt Nam vì một trận đấu đẹp, một tài khoản viết. Tôi thấy cầu thủ số 27, Quất Văn Khang đã hỏi thăm chấn thương ở chân của Son Heung-min. Hãy nhìn các cầu thủ Việt Nam, họ dùng cả hai tay để bắt tay và cúi người chào Son. Hình ảnh thật đẹp, bình luận nhận về gần 1.000 lượt thả tim. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình ngày hôm nay. Tôi nghĩ các bạn có tương lai sáng phía trước. Cố lên toàn đội tuyển Việt Nam, một người viết. Được biết, một vài cầu thủ Việt Nam cũng đã nán lại để chụp ảnh cùng Son Heung-min. Chân sút người Hàn Quốc cũng tỏ ra vui vẻ trước yêu cầu này. Son Heung-min được đánh giá là một trong những cầu thủ châu Á vĩ đại nhất lịch sử với hơn 200 bàn ghi được cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Mới đây, tiền đạo 31 tuổi vừa nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng của giải ngoại hạng Anh. Son hiện giữ băng đội trưởng của Tottenham. Huấn luyện viên Klinsmann, trận đấu với đội tuyển Việt Nam không dễ dàng. Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann nhận định trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Suwon World Cup không hề dễ dàng, cho dù đội tuyển Hàn Quốc đã thắng đậm 6-0. Đội tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng đậm 6-0 trước đội tuyển Việt Nam, nhưng theo nhận định của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann thì đây không phải là trận đấu dễ dàng. Kết quả 6-0 không đánh giá được cục diện trận đấu ngày hôm nay. Các bạn có thể nghĩ 6 bàn thắng dễ nhưng quả thực nó không dễ chút nào, vị chiến lược gia người Đức chia sẻ sau trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Họ có hai cơ hội rất tốt trong hiệp 1, huấn luyện viên Klinsmann nói. Trong hiệp 2, họ đã có 2 hoặc 3 pha phản công khi chúng tôi mắc sai lầm cá nhân. Nếu chơi lại trận đấu vào ngày mai, kết quả của trận đấu sẽ khác. Ông Jurgen Klinsmann cũng cho biết trận đấu với đội tuyển Việt Nam giúp Hàn Quốc có thêm những trải nghiệm quý báu trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup và ASEAN Cup. Trong bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Klinsmann cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ đội nhà. Họ đã duy trì được thái độ và sự tập trung trong suốt 90 phút. Trận đấu này cho thấy những gì mà đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Ông cũng đồng thời khen ngợi Son Heung-min, việc đội trưởng có mặt trên sân suốt cả trận rất quan trọng với toàn đội. Cậu ấy thi đấu tập trung, nghiêm túc và nhịp nhàng với các đồng đội. Son Heung-min là một tấm gương đích thực cho toàn đội noi theo về tinh thần cống hiến. Ở trận đấu trên sân Suwon World Cup, đội tuyển Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Kim Min Jae, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich. Đến phút thứ 27, tiền đạo Hoàng Hee-chan thực hiện tình huống dứt điểm chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ môn Văn Lâm để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Hàn Quốc. Sang hiệp 2, Son Heung-min tỏa sáng khi để lại dấu giày vào 3 bàn thắng liên tiếp của đội chủ nhà. Anh chính là người thực hiện đường căng ngang để khó chịu khiến hậu vệ Minh Trọng đốt lưới nhà ở phút thứ 50. Son Heung-min cũng tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 với cú dứt điểm chéo góc ở phút thứ 59. Trước khi kiến tạo để tiền vệ Lee Kang-in cứa lòng nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà Hàn Quốk. Đến phút thứ 86, tiền đạo Jeong-gu Yeong ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Hàn Quốc. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam dù chơi lép về hơn nhưng cũng đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Trong hiệp 1, Trương Tiến Anh và Đình Bắc đều đã có cơ hội nhưng tiếc rằng những cú dứt điểm của hai cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, đội tuyển Việt Nam có cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 2 là pha sút phạt trực tiếp đưa bóng đập cột dọc của tiền vệ Khuất Văn Khang ở phút thứ 73. Nói về trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Chaussier cho biết, điều đầu tiên tôi muốn rút ra sau trận này là trình độ của bóng đá Việt Nam đang ở đâu so với các đội mạnh của châu lục. Trận này, tuyển Hàn Quốc rất mạnh về thể chất, kỹ thuật và tổ chức chiến thuật. Đây không phải là điều bất ngờ, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần khi nhận lời thi đấu giao hữu với đối thủ. Chúng tôi muốn dùng trận đấu này như một phần để tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đội hình hướng tới vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Tôi thực sự không bất ngờ về kết quả. Nhưng về mặt tỷ số, tuyển Việt Nam xứng đáng có bàn thắng. Nói chính xác thì chúng tôi cần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn. Ông Chaussier cũng khẳng định, tôi không coi trọng chuyện thắng thua trong các trận đấu chuẩn bị cho mục tiêu chính. Tôi chỉ nghĩ về mặt tỷ số, tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn. Xứng đáng có một hoặc hai bàn thắng từ các cơ hội ghi bàn. Nhưng như tôi đã nói, kết quả không phải điều quan trọng nhất. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có gần một tháng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Theo kế hoạch, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Philippines ngày 16 tháng 11, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội tuyển Iraq ngày 21 tháng 11. Bùi Hoàng Việt Anh nhận thẻ đỏ, cầu thủ Hàn Quốc xin trọng tài xóa thẻ. Tình huống hy hữu ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc vừa xảy ra khi các cầu thủ chủ nhà xin trọng tài hủy bỏ thẻ đỏ với Bùi Hoàng Việt Anh. Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân vận động Suwon World Cup khi tuyển Việt Nam làm khách của tuyển Hàn Quốc. Đúng như tuyên bố trước trận, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann rất xem trọng trận giao hữu này và tung ra đội hình cực mạnh, bao gồm cả đội trưởng Son Heung-min. Diễn biến trên sân cho thấy tuyển Hàn Quốc không hề nương chân. Họ tấn công như vũ báo ngay từ đầu và ghi 4 bàn thắng chỉ sau 61 phút.
tuyển Việt Nam cũng có một số cơ hội từ sai lầm của đối thủ, nhưng Phạm Tuấn Hải và Đình Bắc không tận dụng thành công. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho tuyển Việt Nam khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 61 sau khi xử lý lỗi. Bùi Hoàng Việt Anh kịp thời chuyền bóng, nhưng đồng thời đốn ngã Son Heung-min đang thoát xuống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Tình huống diễn ra trong tích tắc và trọng tài người Malaysia Amirul Izzuan Jaakob lập tức rút thẻ đỏ. Pha quay chậm cho thấy Việt Anh không phạm lỗi. Sau khi chuyền trúng bóng, trung vệ này đã thu chân về và không cố ý ngăn cản đà chạy của Son Heung-min. Tuy nhiên, trận đấu này không có va nên trọng tài Amirul Izzuan Jaakob không thể thay đổi quyết định ban đầu. Đáng chú ý, các cầu thủ Hàn Quốc cũng đến giải thích với trọng tài Amirul Izzuan Jaakob rằng thẻ đỏ là quá nặng và yêu cầu ông xóa thẻ cho Việt Anh. Không rõ động cơ của các cầu thủ Hàn Quốc là gì, nhưng có vẻ như họ không muốn trận đấu trở nên nhàm chán hơn khi tuyển Việt Nam mất người. Tất nhiên, trọng tài Amirul Izzuan Jaakob không thể đáp ứng yêu cầu của các cầu thủ Hàn Quốc. Việt Anh đã nán lại sân khá lâu chờ vị vua áo đen này thay đổi quyết định nhưng không thành công. Trong phần còn lại của trận đấu, Hàn Quốc ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 6-0. Tuyển Việt Nam, Hàn Quốc, cuộc thử nghiệm chất lượng cho huấn luyện viên Philippe Chaussier. Vào lúc 18 giờ hôm nay ngày 17 tháng 10 giờ Việt Nam, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Hàn Quốc. Đây là trận giao hữu thứ 3 và cũng là trận đấu cuối cùng trong tháng 10 năm 2023. Trong tháng 10, tuyển Việt Nam có 3 trận đấu giao hữu cùng các đối thủ như tuyển Trung Quốc, tuyển Uzbekistan và trận đấu cuối cùng là gặp tuyển Hàn Quốc. Sau 2 trận thua liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier tiếp tục đối đầu với đối thủ mạnh. Trong đó có những ngôi sao chất lượng đang thi đấu tại châu Âu như Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang In-byung. Khó khăn là điều được dự báo trước đối với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier khi đối thủ được đánh giá cao hơn so với tuyển Trung Quốc và tuyển Uzbekistan. Đây cũng là cơ hội cho Hoàng Đức và đồng đội được đối đầu với tuyển thủ số 1 Hàn Quốc đang thi đấu cho Tottenham tại ngoại hạng Anh là Son Heung-min. Điều này cũng giúp chiến lược gia người Pháp có thêm bài test cho tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu chính thức như vòng loại World Cup 2026. Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tuyển Hàn Quốc bỏ xa đội tuyển Việt Nam khi đứng ở hạng 26 so với hạng 95. Trong khi đó, về thực lực, đội bóng của khu vực Đông Bắc Á cũng bỏ xa đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Bản thân huấn luyện viên Philippe Chaussier hiểu rằng trận đấu gặp tuyển Hàn Quốc là dịp để các cầu thủ tận hưởng trải nghiệm đương đầu với đối thủ lớn cũng như tìm ra những mảnh ghép phù hợp trong đội hình của tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị và xây dựng đội hình nhằm hướng đến mục tiêu vòng loại World Cup 2026. Mọi trận đấu đều mang tính thử nghiệm và không đặt nặng kết quả. Sau khi phân tích, ban huấn luyện dự kiến sẽ phòng ngự 60-70% thời lượng bóng lăn. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh trong việc kiểm soát bóng và vượt qua áp lực bên phía đối phương. Đó là yếu tố giúp giảm thiểu sự chênh lệch giữa quả bóng và không bóng giữa hai đội, Philippe Chaussier nhận định. Cũng theo chiến lược gia người Pháp, khoảng cách khác về trình độ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc là rất rõ, nhưng ban huấn luyện hy vọng các cầu thủ sẽ chơi với tinh thần, sự quyết tâm cao nhất. Một trận thua trước tuyển Hàn Quốc tại Suwon đã được dự báo trước. Nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn được quan sát lối chơi dưới thời tay huấn luyện viên Philippe Chaussier, dù hiểu rằng đây chỉ là trận đấu giao hữu. Lối chơi, triết lý kiểm soát bóng đang được huấn luyện viên người Pháp áp dụng khi cầm quân ở tuyển Việt Nam. Những trận đấu vừa qua phần nào có hiệu quả khi các cầu thủ tự tin cầm bóng và có thể áp đặt đối thủ. Tinh thần và sự lạc quan là điều mà tuyển Việt Nam cần lúc này, cùng với đó là thực hiện đúng chiến thuật của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Việt Nam được diễn ra vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam.